cha thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ thành công. Vì cuộc sống có lúc khó khăn, con hiểu không? Cha đã cố cất hết muộn phiền, cả lời yêu thương. Vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha. Hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Đến một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Hôm nay đi học cái gì vui hả? Sao cười tủm tỉm hoài vậy? Kể cho ba với dì nghe đi, chứ nãy giờ thấy con cười hoài luôn á. Đêm nay mấy bạn không dám ăn hiếp con nữa đâu. Trời, mấy bạn ngoan vậy? Ba mới đi gặp cô giáo có một lần à, mà không ai chọc ghẹo con nữa. Không phải đâu, mấy bạn vẫn đang tìm cách để chọc ghẹo con đó. Ủa, làm sao? Ba chưa hiểu luôn á. À, ba biết rồi, vậy là con nghe lời ba. Khi mà mấy bạn ăn hiếp con là con mét cô giáo đúng không? Con đã... Dạ đúng rồi, con đã nghe theo lời ba đó. Yeah, con gái giỏi quá à. Hai cho con hay quá à. Tí gì có bánh kem cho hai cho con nha. Được thưởng hả? Ừ. Ăn đi, ăn đi. Thôi, con no rồi, ba với dì ăn nhé. Trời, công nhận hai cha con anh giống nhau thiệt luôn á. Cứ cười tủm tỉm hoài à. Em biết là hôm nay anh vui, mà công nhận anh may mắn lắm luôn nha. May mắn? May mắn chuyện gì? Thì có đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời mình. Cái này là em nói hoàn toàn chính xác luôn nè. Đúng là thật sự anh cảm giác là mình may mắn và hạnh phúc lắm luôn đó. Mà em thấy á, càng lớn Diễm Mai càng giống anh á. Anh có thấy vậy không? Ăn đi, ăn đi. Trời ơi, công nhận con bé giỏi giỏi thiệt luôn anh. Anh mới chỉ nó đánh võ có mấy ngày hả? Chà, công nhận con bé nó vừa giỏi đánh đàn mà nó vừa đánh võ giỏi nữa. Trời đất ơi, em ra ngoài đường em nói nó là con của anh với là chị Phương, đảm bảo người ta tin liền. Dạ, em xin lỗi, em lỡ lời. Cái tật của muốn nói gì nói, không bỏ được. Thấy không? Em ơi, tao sẽ đi gặp ba nó. Ôi trời ơi. Ủa, anh Tùng, anh còn nhớ số tiền 1 tỷ hả? Tao bỏ rồi. Nhưng tao muốn hỏi ba nó một số chuyện. Tao muốn biết mộ của Diễm Phương đang ở đâu. Cảm ơn cô nhiều, phiền cô quá. Không có gì đâu anh, chỉ là trách nhiệm của tôi thôi mà. Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép về trước. Dạ, mời cô. Chào anh.
Mai, tại sao con làm như vậy hả? Tại sao con lại đánh bạn? Đã vậy còn gạt ba nữa. Con biết làm vậy là sai không? Anh, có gì từ từ nói. Anh làm gì lớn tiếng quá vậy? Từ từ cái gì? Hả? Con nó gạt anh kìa. Hả? Nếu như ngày hôm nay á, cô giáo không tới bắn vốn á, con gạt ba tới khi nào hả Mai? Em thấy anh hơi nặng lời rồi đó. Mai, con đánh bạn là con cũng có sai rồi đó. Con bao xin lỗi ba một tiếng đi. Nghe lời đi con, mình có lỗi là mình phải xin lỗi. Con đâu có lỗi, lỗi ở hai bạn kia. Con chỉ tự vệ thôi mà. Mai, dám trả lời gì Linh như vậy hả? Mai, Mai. Anh Bình. Rõ ràng là anh chú nói sự buông bỏ mà. Tại sao hôm nay còn tới quán nữa chứ? Đang giao hàng cho khách. Gọi dịch ngược dịch xuôi à? Ai kiếm tôi đâu? Hả? Khem nào. Nhà có khách. Thên. Người khùng hả? Ai đâu? Con bé đâu? Trời ơi. Chết rồi. Bé Mai. Mai à, con rớt xuống suối nha con ơi. Mai à, con à. Con sao cây cột? Ra đi con. Mai. Vậy là ba con la con vì chuyện đó đó hả? Nếu như mẹ con còn sống, chắc chắn con sẽ không bị la đâu. Sao chú biết? Vì mẹ con là người hiểu lý lẽ mà. Vậy là chú biết mẹ con. Nhưng mà sao hôm bữa trước chú nói chú không biết? Tại hai đứa đây nè. Tự nhiên qua quán cà phê người ta làm gì? Nhiều chuyện đúng không? Tôi đâu có rảnh là qua bển chị ông chú. Ủa, mà qua uống cà phê không được hả? Sao anh chú vô lý quá vậy? Mà cũng nhờ vậy á mới đưa được con bé qua đây để bắt đền anh đó. Bắt đền tôi cái gì? Còn hỏi cái gì nữa? Ông chú suối đó, suối người ta đánh lộn, đánh lạo, hư cả một thế hệ của bé Mai hả? Ông có nghĩ cái trường hợp mà lỡ người ta lấy điện thoại live stream lại người ta mét của hiệu trưởng sao hả? Em đoán thôi. Nhưng mà nghe chú nói nè, con bỏ nhà đi là con sai. Thôi, chú đưa con về. Về cái gì mà về? Con bé còn ngồi chưa ấm chỗ nữa mà anh đòi đuổi con bé về hả? Không có được. Anh có biết đây là nhà của ai không hả? Được rồi, mấy người muốn làm gì làm đi. Mà tôi nói nha, người ta tố cáo mấy người bắt cóc con nít là mấy người tự chịu á. Con tự nguyện đến đây mà. Sao lại gọi là bắt cóc được? Đó. Hay quá mày ơi, anh nghe chú chết chưa? Mai nè, em có thích pizza không? Mình order về ăn nha. Dạ. Nhìn gì? Nhìn mi á. Order. Mày giờ không nghe hả? Bị cái gì vậy? Nhỏ đang còn đi học mà tự nhiên giờ rủ đi gánh pizza. Bánh pizza đó. Tôi trả tiền cái gì? Không lẽ tôi trả? Chán thiệt. Mời người ta tới ăn bắt người khác trả tiền. Trời ơi là trời! Hôm nay anh có hơi hụt hẫng, nhưng mà dù như thế nào thì anh cũng đừng có nặng lời với con như vậy chứ. Nó là con nít mà. Ý em nói á, anh là bọn cha bất tài vô dụng đúng không? Không giải quyết, không làm được gì hết. Chút bỏ gánh nặng lên đầu con gái anh chứ gì. Anh biết là em không có ý như vậy mà. Sao nặng lời với em vậy? Diễm Mai ơi, từ chiều tới giờ con đi đâu vậy? Không biết có làm sao không nữa. Lỡ có ai bắt cóc nó không trời. Con ơi, nguy hiểm quá à. Em ơi, em đừng có than ngắn thở dài như vậy nữa. Anh chịu không có nổi em biết không?
Vậy bây giờ mình phải làm gì anh? Phải đi tìm con bé chứ làm cái gì? Bằng mọi cách anh phải tìm cho bằng được chị Mai. Cho dù có phải lục tung cả cái thành phố này lên, anh cũng phải tìm cho được con bé. Nếu mà không tìm được con bé, anh không biết anh nói sao với Diễm Phương nữa. Anh Bình, anh Bình, nếu chẳng may em không qua khỏi. Không, sao lại không qua khỏi? Bác sĩ hứa với anh rồi, sẽ cố gắng hết sức. Em biết sức khỏe của em. Em chỉ mong anh chăm sóc và lo lắng cho Diễm Mai là em mãn nguyện lắm. Rồi, 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 anh biết rồi. Cái điều quan trọng ở đây là anh quan tâm, anh lo cho sức khỏe của em thôi. Được thì những người nha. Anh sẽ chăm sóc cho Diễm Mai. Anh hứa với em. Hứa với em. Phương ơi, Phương, 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 bác sĩ ơi, Phương, bác sĩ ơi, Phương ơi, Phương ơi, tỉnh lại đi Phương, Phương tỉnh lại đi Phương, Phương ơi, tỉnh lại đi Phương, Phương, Phương ơi, Phương. Diễm Mai ạ, con ở đâu vậy hả Diễm Mai? Con về với ba đi. Ba biết ba sai rồi, ba có lỗi. Diễm Phương, anh có lỗi với hai mẹ con của em nhiều lắm. Anh phải đi tìm con bé. Anh phải đi tìm con bé. Cha vô tâm con nhé, vì cha vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Đến một ngày con sẽ hiểu ra, con là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Con yêu. Chị, tỉnh lại đi Phương. Phương, Phương. Nếu yêu phim, đừng xem phim trên các website vi phạm bản quyền. Nếu yêu tôi thì đừng xem phim trên web lậu nha. Nếu yêu phim, bà có phải gangster, hãy nói không những website vi phạm bản quyền.